Ok và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một cái series cho bạn trang phạm. Một con sâu xúc xích màu vàng nhá. Sâu xúc xích màu vàng với một cặp mắt đèn pin. Ok, let's go. Bạn trang phạm có xem được video này thì cho anh xin một like và một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn em rất nhiều. Lũ cháo. Và một pha quay xe rất nhanh. Con sâu này dám cà khịa mình. Con sâu rất nguy hiểm. Đấy rồi. Pha lại thì chạy đi đâu cho hết nắng bây giờ. Và một con sâu quang đã toang rồi. Hai con sâu đã bị tiêu diệt và bạn trang phạm của chúng ta đã lên được top 6 server. Và các bạn đang xem video thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nguy hiểm quá. À đấy rồi. Đều ăn free. Pha này thì lại khét mù rồi. Thanh niên áo đỏ, họ đã tiêu diệt được một con sâu tam giác. Một con sâu hình bình hành nha các bạn. Và bên cạnh chúng ta là con sâu của nhà bà Tân Vlog. Một con sâu bạch tạng siêu to khổng lồ. Wow, thanh niên đã bắt đầu quay xe. Một pha quay xe cực gắt lùm chào. Quá béo thưa các bạn. Một em sâu bạch tạng siêu to khổng lồ, em ấy nằm trong top 1 server. Quá đỉnh cho pha vừa rồi. Cú đơm là rất quyết đoán. Vâng, liên tiếp là những pha bẻ lái cực gắt ở đây. Pha di chuyển ảo ma Calada của em sâu xúc xích màu vàng. Em đã lên được top 5 server thôi các bạn. Và một con sâu tím dịm hoàng hôn. Nó đã rớt vào trận địa mai phục của mình rồi. Áo tím với chúng tôi. Vô tình lụm được bí kíp đồ ăn free là rất nhiều. Ngay lập tức con sâu của chúng ta đã lên được top 3 server.
và một pha quay xe ảo ma Calada. Nguy hiểm quá. Lụm chào. Và một con sâu rồng vàng rất đẹp. Một cái skin quá khét luôn. Và em rồng vàng của chúng ta đã toang rồi. Rất nhanh, con sâu của chúng ta đã lên được top 1 server với 772.000 điểm. Wow, đồ ăn furry. Vâng, thanh niên áo trắng của chúng ta không kịp chạy luôn. Và quay xe đột ngột làm cho em ý toang rất nhanh. Áo trắng với chúng tôi. Một pha bùa vây với quy mô lớn cho em áo trắng của chúng ta. Vâng, đây chính là cái đuôi của mình. Các bạn yêu thích về rắn săn mồi thì cứ để lại một like và một đăng ký kênh nhá. Mình sẽ làm video để gửi tặng cho các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau đi săn những con rắn siêu to khổng lồ, những con sâu của nhà bà Tân Vlog. Và một pha quay xe cực gắt. Rất may cho em áo tím. Liệu chiếc key block của chúng ta có toang không? Nó bắt đầu quay xe rồi. Bùa vây là cực gắt. Em siêu to khổng lồ của chúng ta đã toang rồi. Vâng, và ngay sau đó con sâu Chicky Block của chúng ta đã toang. Sau Chicky Block của chúng ta đã ra đi. Một pha bay màu rất nhanh. Đồ ăn rất nhiều thưa các bạn. Đấy rồi, lụm chảo. Một 1.800.000 điểm cho bạn Trang Phạm. Vâng, điểm số vẫn chưa dừng lại ở đó. Liên tiếp là những cú tát mồi.
Nguy hiểm quá. Vâng, một con sâu tí hon thưa các bạn. Không kịp phản ứng cho pha vừa rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và xin gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.